với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, luôn là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp quốc tế. Để có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh hoặc làm việc ngắn hạn tại Trung Quốc, bạn cần xin visa, cụ thể là visa Z, là một trong những loại visa phổ biến, cho phép bạn nhập cảnh Trung Quốc với mục đích lao động, kinh doanh. Vậy thủ tục để xin visa Z cần những gì? Hãy cùng công ty luật ACC tìm hiểu thông qua video sau. Tổng quan visa Z Trung Quốc. Visa Z Trung Quốc là loại visa phổ thông được cấp cho người nước ngoài đến Trung Quốc với mục đích làm việc, nhận chức hoặc tham gia biểu diễn nghệ thuật mang tính chất thương mại. Visa này thường áp dụng cho những người trong độ tuổi từ 24 đến 55 đối với nữ và từ 24 đến 65 đối với nam. Thời gian lưu trú tối đa cho visa Z là 30 ngày và visa này chỉ cho phép nhập cảnh một lần trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp. Hồ sơ xin visa Trung Quốc loại Z. Xin visa làm việc tại Trung Quốc, visa Z cần tìm hiểu thật kỹ các hạng mục hồ sơ và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định của cơ quan lãnh sự Trung Quốc. Theo yêu cầu từ phía cơ quan thẩm quyền, người xin thị thực Z Trung Quốc cần cung cấp chính xác và hợp lệ các giấy tờ như hướng dẫn sau. Hộ chiếu gốc và một bản photo mặt thông tin hộ chiếu còn thời hạn từ 6 tháng trở lên. Hộ chiếu yêu cầu phải còn trang trắng để dán visa. Một bản tờ khai xin visa Trung Quốc điền đầy đủ mọi thông tin kèm một ảnh màu chụp chính diện để dán vào tờ khai. Lưu ý, tờ khai phải có chữ ký của người xin visa. Nếu do công ty dịch vụ điền thay cũng phải có chữ ký xác nhận của người xin. Giấy phép cư trú hoặc giấy tờ chứng minh lưu lại nước sở tại hợp pháp đối với người mang hộ chiếu nước thứ ba xin cấp visa. Nếu thuộc trường hợp này, bạn cần cung cấp thêm giấy tờ học tập, cư trú, làm việc và lưu trú hợp pháp tại nước bản địa hoặc bản gốc và bản photo visa còn hạn. Một bản photo trang thông tin của hộ chiếu. Bản photo giấy phép lưu trú tại Trung Quốc. Bản photo chứng minh nhân dân căn cước công dân và sổ hộ khẩu. Giấy phép tuyển dụng người nước ngoài, cấp bởi Bộ Lao động, An sinh xã hội. Giấy phép đăng ký của cơ quan đại diện thường trú, do Bộ Công Thương cấp. Giấy phép biểu diễn nghệ thuật hoặc giấy mời mang tính thương mại, do Bộ Văn hóa Thông tin hoặc Sở Ngoại vụ cấp, dành để biểu diễn nghệ thuật mang tính thương mại. Thư mời cho người nước ngoài tham gia hoạt động dầu khí ngoài khơi của Tổng Công ty Dầu mỏ Hải ngoại Trung Quốc. Hộ chiếu Trung Quốc hoặc visa Trung Quốc đối với người từng mang quốc tịch Trung Quốc sau gia nhập quốc tịch nước ngoài. Nếu lần đầu xin visa Trung Quốc loại Z, bạn cần cung cấp hộ chiếu Trung Quốc trước đây và photo mặt thông tin hộ chiếu. Nếu bạn từng được cấp visa Trung Quốc nhưng đã đổi hộ chiếu, bạn cần cung cấp bản photo phần thông tin mặt hộ chiếu nước ngoài trước đây cùng mặt visa Trung Quốc trước đây. Nếu tên trên hộ chiếu mới và hộ chiếu trước đây không giống nhau, bạn cần cung cấp thêm văn bản xác nhận sửa đổi họ tên của cơ quan chức năng. Quy trình xin visa Z Trung Quốc. Để xin được visa Z của Trung Quốc, bạn cần tuân thủ theo đầy đủ, chính xác các bước sau đây. Bước 1. Tìm kiếm việc làm và ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp Trung Quốc. Tìm kiếm thông tin việc làm qua các website tuyển dụng uy tín, các công ty môi giới lao động hoặc các hội chợ việc làm quốc tế. Ứng tuyển và phỏng vấn xin việc với doanh nghiệp Trung Quốc. Ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp Trung Quốc sau khi được chấp nhận. Lưu ý, hợp đồng lao động phải ghi rõ các thông tin như tên doanh nghiệp, chức danh công việc, mức lương, thời gian làm việc, chế độ bảo hiểm. Hợp đồng lao động phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền của Trung Quốc xác nhận. Bước 2. Chuẩn bị visa và đặt hẹn nộp hồ sơ xin visa. Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ như ACC đã liệt kê ở trên. Bên cạnh đó, bạn hãy tham khảo thêm trên website của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam để biết thêm những danh sách hồ sơ cần thiết khác. Nộp hồ sơ xin visa tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Visa Trung Quốc, VFS Global. Lưu ý, hồ sơ xin visa phải được chuẩn bị đầy đủ, chính xác và theo đúng yêu cầu. Các bản sao giấy tờ phải được công chứng hoặc có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Nên nộp hồ sơ xin visa sớm ít nhất 1 tháng trước khi dự định đi du lịch Trung Quốc. Bước 3. Tham gia phỏng vấn xin visa nếu được yêu cầu. Nếu hồ sơ của bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, bạn sẽ được mời phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Trung Quốc. Tham gia phỏng vấn đúng giờ với trang phục lịch sự và thái độ hợp tác. Bước 4. Nhận kết quả xin visa. Sau khi phỏng vấn, bạn sẽ được thông báo kết quả xin visa trong vòng 7 đến 15 ngày làm việc. Nếu hồ sơ của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được cấp visa và có thể nhập cảnh Trung Quốc để làm việc. Thời hạn visa Z Trung Quốc. Visa Z Trung Quốc, loại visa dành cho người nước ngoài đến làm việc tại Trung Quốc, có thời hạn tối đa là 90 ngày kể từ ngày cấp. Tuy nhiên, visa này không cho phép bạn lưu trú lâu dài mà cần phải xin giấy chứng nhận lao động để có thể làm việc hợp pháp tại Trung Quốc. Chi tiết về thời hạn visa Z. Thời gian lưu trú, visa Z thường có thời gian lưu trú ban đầu là 90 ngày. Nếu bạn muốn tiếp tục làm việc sau thời gian này, bạn cần phải xin gia hạn visa hoặc chuyển đổi sang loại visa khác phù hợp với tình trạng công việc của mình.
Gia hạn visa, nếu cần thiết, bạn có thể gia hạn visa Z bằng cách nộp hồ sơ gia hạn tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Trung Quốc. Thời gian gia hạn sẽ phụ thuộc vào lý do và tình trạng của bạn. Giấy chứng nhận lao động. Sau khi có visa Z, bạn cần xin giấy chứng nhận lao động, work permit, tại Trung Quốc. Giấy này sẽ cho phép bạn làm việc hợp pháp và có thể cần phải gia hạn theo quy định của cơ quan chức năng. Thời gian xử lý. Thời gian xử lý hồ sơ xin visa Z thường mất khoảng 4 đến 5 ngày làm việc, nhưng có thể lâu hơn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Lệ phí xin visa lao động Trung Quốc. Phí lao động thân Trung Quốc sẽ gồm hai loại. Phí thị thực, phí đại sứ quán tổng lãnh sự quán Trung Quốc sẽ thay đổi phụ thuộc vào từng loại visa, thu bằng tiền đô la Mỹ. Phí trung tâm dịch vụ xin thị thực Trung Quốc sẽ thay đổi theo dịch vụ bạn lựa chọn là diện thường hay VIP, thu bằng tiền Việt Nam đồng. Một số lưu ý. Phí dịch vụ nộp cho trung tâm sẽ không được trả lại bất kể kết quả xin visa là gì. Khi đậu visa Trung Quốc bạn mới phải nộp phí thị thực cho đại sứ quán, nếu trượt thì không cần nộp. Phí thị thực nộp cho đại sứ quán sẽ được trung tâm thu hộ khi bạn đến lấy lại hộ chiếu cùng visa. Ngoài ra bạn cần chuẩn bị thêm phí dịch vụ nếu lựa chọn làm visa qua bên thứ ba, phí dịch thuật với những giấy tờ yêu cầu bằng tiếng Trung, phí vận chuyển. Dịch vụ xin visa Z Trung Quốc tại ACC. Công ty ACC cung cấp dịch vụ và tư vấn dịch vụ xin visa Z Trung Quốc với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất. Giá trọn gói và không phát sinh. Tiết kiệm chi phí đi lại và thời gian công sức của khách hàng. Cung cấp hồ sơ rất đơn giản, tư vấn miễn phí. Làm đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên có chuyên môn, trình độ cao. Hy vọng thông tin này hữu ích với bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với số hotline 19003330 hoặc website accgroup.vn để được tư vấn tốt nhất nhé. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.